Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh quay trở lại với kênh YouTube của Hưng. Thì ngày hôm nay Hưng mang đến cho anh em một video về một dòng sản phẩm thì phải nói là cao cấp. Đấy, một dòng sản phẩm cao cấp trong những cái bộ AV, những bộ dây tín hiệu. Đấy, thì đây là một dòng sản phẩm khá là cao cấp và cho cái chất lượng rất là tốt. Đấy, cũng như là giá thành nó rất là mềm bởi vì nó là dây bãi Nhật, thế nên là giá nó mềm này, chất lượng nó đảm bảo. Và hôm nay thì Hưng sẽ lại quay lại để mang tới cho anh em dòng sản phẩm này. Nhưng mà ngày hôm nay cái mà Hưng muốn nhấn mạnh ở cái video ngày hôm nay đó là ở cái điều chữ ở trên dây. Bởi vì là ở các cái dây tín hiệu này không phải là cứ chỗ nào nó cũng có chữ quý vị nhá. Đây quý vị có thể là tham khảo có chỗ có chữ như này. Đây ví dụ là ở sợi này, đây nó có chữ đầy đủ, có chữ đầy đủ ở trên dây Hitachi các thứ đầy đủ nhá. Để Hưng lấy led cho quý vị xem đầy đủ các chữ ở trên dây của nó. Đây để Hưng lấy hẳn ra đoạn đây cho quý vị xem. Đấy, Hưng muốn nhấn mạnh về cái điểm này. Ở trên dây có chữ Hitachi đúng không? Nhưng mà ở một sợi khác, Hưng sẽ lấy một sợi khác cho quý vị xem. Đấy, cũng là dây này, vẫn là dây này. Đấy, nhưng mà nó ở một cái cuốn, quý vị hiểu không? Ở nó trong ở cả một cái lô thì có đoạn nó có chữ, có đoạn không có chữ quý vị nhá. Đấy, thế nên là có một hai anh em đã gọi điện đến Hưng hỏi là em ơi sao trên dây lại không có chữ. Đấy, sao ở trên dây lại không có chữ. Thì Hưng phải nói thật là các cái dây này không có chữ. Bởi vì một số các cái đoạn nó gặp vấn đề về vỏ, nó bị chảy xước, hoặc là vấn đề mà các cái vỏ nó trong cái quá trình người ta sản xuất ra cái dây nó bị lỗi. Đấy, nó bị lỗi cái ở ngoài cái mặt vỏ. Đấy, chứ không phải là do dây đẻo dây Trung Quốc đâu, mà là do vấn đề mà khi người ta sản xuất ấy, là cái vỏ người ta xử lý một số những cái loại dây nó xử lý cái vỏ nó chưa được tốt. Đấy, thế nên là chưa có chữ. Đấy, chỉ có một số đoạn có chữ quý vị nhá. Đấy, quý vị để ý là chỉ có một số đoạn có chữ. Thì Hưng muốn nhấn mạnh qua để cho anh em hiểu, bởi vì một số anh em không biết, anh em lại nghĩ là dây không đảm bảo rồi là thế này thế nọ, thì rất là mang tiếng. Đấy, thế nên là Hưng phải nói rõ để cho anh em tham khảo. Thì ở đây thì ngày hôm nay Hưng nhân tiện Hưng làm cho một anh khách một bộ là cái da AV. Đấy, một bộ cái da AV. Đấy, rắc ở đây thì tất nhiên là Hưng sử dụng toàn những cái rắc cao cấp. Quý vị có thể thấy là trong tất cả các video của Hưng thì những con rắc cao cấp này thì Hưng chỉ lắp vào những cái loại dây tốt, dây cực kỳ chất lượng thì Hưng mới lắp các con rắc này. Bởi vì khi lắp những con rắc này vào những dây nó đẻo thì Hưng lắp thì nó phí mất những con rắc đắt tiền này đi. Đấy, mà khi những cái con dây xịn mà lắp những con rắc đẻo thì lại mất đi giá trị của dây. Đấy, thế nên là những con rắc xịn như này phải có những sợi dây nó chất lượng, nó cao cấp như này thì Hưng mới lắp vào những con dây như vậy, như thế nhá quý vị nhá. Đấy, thì ngày hôm nay thì Hưng muốn nhấn mạnh về vấn đề là trên dây không nhất thiết là có chữ. Bởi vì quý vị có thể là tháo ra, anh em nào muốn gọi là biết đúng hàng chuẩn như của Hưng hay không, anh em có thể tháo ra là anh em biết ngay là dây chuẩn hay dây xịn. Đấy, để Hưng tháo thử. Hưng sẽ tháo thử một dây ra cho quý vị xem. Đấy. Đấy, con này là một con dây Hitachi 4 lõi quý vị nhá, 4 lõi. Đấy, Hưng sẽ tháo thử. Còn các cái đầu này thì Hưng đã chít keo quý vị nhá, đã chít keo. Đấy, các đầu này thì anh em có thể là thích thì anh em có thể cậy ra cũng được. Đấy, vấn đề mà anh em cậy cái ấy đây ra, cậy cái keo ra được. Đấy, em lắp vào đây Hưng cho quý vị xem. Ở bên trong thì Hưng đã hàn rất là kỹ ở đây rồi. Đấy, Hưng hàn luôn luôn là từ những con rắc cho đến thiếc mà Hưng sử dụng cũng đều phải đảm bảo nhé quý vị nhé. Không phải là rắc mới là dây tốt mà thiếc đẻo đâu. Bởi vì thiếc quý vị có thể nhìn thấy là rất là bóng, rất là sáng. Đấy, loại thiếc bạc của Nhật Hưng sử dụng, thiếc rất là đắt tiền. Đấy, chứ không phải là cứ độc chỉ cần rắc mấy cả dây tốt đâu, nó vẫn chưa đủ. Đấy, cần vẫn là cần cái thiếc này nó cũng phải tốt quý vị nhá, thì khi quý vị hàn vào thì nó mới đạt cái chất lượng tốt nhất. Đây Hưng vạch ra cho quý vị xem. Con này đây quý vị hoàn toàn có thể vạch ra như này là quý vị có thể thấy được cái lõi dây ở bên trong. Đấy, ở bên trong nó gồm hai lõi màu đỏ và hai lõi màu đen. Đấy, hai lõi màu đỏ và hai lõi màu đen đều là có chất lượng là đồng mạ bạc. Đấy, thì Hưng đã thi công xong cái này rồi thì chuẩn bị để gửi cho anh khách. Hưng cũng muốn xé ra
Đấy, cái này thì quý vị có thể là tham khảo lại video trước của Hưng. Cái này Hưng đã giới thiệu cho anh em 2-3 lần rồi. Đấy, anh em có cần có thể để Hưng gửi video tận nơi cho anh em. Đấy, dây này là một loại dây cực kỳ chất lượng quý vị nhá. Và Hưng cũng báo giá luôn để cho anh em tham khảo. Đấy, báo giá luôn. Giá của một bộ ca lông được cái này thì hiện tại Hưng đang để giá là 670.000 cho một bộ quý vị nhá. Đấy, 670.000 cho một bộ dài 1 mét. Đấy, rắc đều là rắc Makintok Carbon cực kỳ cao cấp như thế này. Đấy, dài 1 mét, 670.000. Đấy, anh em cộng thêm 30.000 tiền ship là 700.000 cho một bộ. Đấy, quý vị lấy 2 bộ Hưng bao ship. Đấy. Và đối với một bộ AV, đối với một bộ AV như thế này thì quý vị sẽ có giá là 550.000 quý vị nhá. 550.000 cho một bộ. 550.000 cho một bộ. Quý vị cộng thêm 30.000 tiền ship vào là 580.000. Đấy. Hai bộ Hưng bao ship nhá. Rắc đều là rắc khóa gen carbon như thế này. Quý vị cắm rút cực kỳ chắc. Đấy, quý vị khi cắm vào thì phải lới ra. Đấy, cắm vào xong quý vị khóa lại thì phải nói là cực kỳ chắc, cho cái chất lượng tiếp xúc thì phải nói là rất là tốt quý vị nhá. Dành cho chuyên những cái rắc này, dành cho chuyên những cái dây cao cấp hai em. 550.000 cho một bộ dài 1 mét, rắc khóa gen carbon, dây AV Hitachi bản màu đỏ nha quý vị nhá, Ryu. Và ngày hôm nay thì Hưng đã giới thiệu xong. Anh em ngoài ra thì anh em có thể là cần những cái bộ cái da AV như thế này. Đấy, ví dụ như anh khách của Hưng này cần những bộ cái da AV đấy, thì quý vị liên hệ trực tiếp đến Hưng. Đấy, Hưng sẽ có những cái chiều dài mà quý vị cần. Ví dụ nhiều anh em chơi 50cm, hoặc là nhiều anh em chơi dài hơn, chơi 1,5 m, hoặc anh em làm dây súp thì rất là ok. Đấy, nếu mà anh em làm dây súp thì phải nói là chất âm nó rất là gọn. Những dòng dây Hitachi này sẽ cho anh em được cái chất âm của nó rất là gọn và sạch. Đấy, thế nên là cái giải bát, giải trầm của anh em nó rất là lét luôn. Đấy, nó không bị nhòe tiếng, không bị thừa đuôi. Đấy, riêng những cái dây của Hitachi, dây Nhật bãi này thì về cái độ sạch âm này, rồi là cái chất âm nó sáng thì khỏi bàn rồi. Đấy, các giải âm rất là lét và gọn, không bao giờ phải lo về vấn đề mà bị nhòe tiếng này, méo tiếng. Đấy, và video ngày hôm nay thì Hưng sẽ kết thúc tại đây. Anh em nào cần những bộ dây AV tốt, những bộ dây AV chất lượng Nhật bãi của Hitachi như thế này, anh em liên hệ trực tiếp cho Hưng qua số điện thoại 0963411622. Đấy, số điện thoại chính của Hưng. Và video mình xin phép kết thúc. Anh em hãy ủng hộ Hưng lúc những nút like, những nút chia sẻ kênh. Đấy, ngoài ra thì anh em nào chưa đăng ký hãy đăng ký ngay để thường xuyên cập nhật những cái vấn đề, những cái món quà audio chất lượng như thế này. Giá thì rất hợp lý với cái chất lượng của nó mang lại quý vị nhé. Và video mình xin phép kết thúc. Hẹn mọi người một video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.